Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn theo tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Thở ra tập di chuyển có kiểm soát. Lên hít sâu vào. Thở ra tay dang ngang giữ lại. Tập cổ. Cúi đầu thắt bụng thở ra. Xương cằm chạm xương ức. Cảm nhận độ căng của đốt sống cổ. Nhét về giữa. Từ từ ngửa ra sau. Thở ra. Lấy về giữa. Nghiêng phải. Thở ra. Lấy về giữa. Nghiêng trái. Thở ra. Lấy về giữa. Từ từ cúi xuống. Thở ra. Nghĩ về giữa, ngửa ra sau thở ra. Hết về giữa, nghiêng phải thở ra. Hết về giữa, nghiêng trái thở ra. Hết về giữa, xoay phải thở ra. Hết về giữa, xoay trái thở ra. Hãy về giữa, cúi xuống thở ra, xoay tròn cổ. Xoay từ trái qua phải, xoay vòng tròn. Xoay ngược lại. Hai tay đặt lên vai. Xoay vai. Hai khuỷu tay chạm nhau. Xoay tròn ra sau. Xoay ngược lại. Hai tay dang ngang hít sâu vào. Đặt tay trái lên gối phải. Nghiêng người qua. Thở ra. Hít sâu vào. Đổi bên thở ra. Hít sâu. 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 Thở ra. Giữ lại. Đưa luôn tay phải. Hai tay song song với nhau. Vươn căng giữ lại. Lên hít sâu. Đổi bên thở ra. Giữ lại. Nâng luôn. Hai tay song song. Nghiêng hông giữ lại. Lên hít sâu. Xoay phải thở ra. Đặt tay trái lên gối. Xoay tay phải ra sau. Trở về hít sâu. Xoay trái thở ra.
trở về hít sâu, thở sanh. Lấy sâu, thở sanh. Trở về hít sâu, thở ra giữ lại. Trở về hít sâu, thở ra giữ lại. Trở về hít sâu, hạ tay tháo chân ra duỗi chân, thở ra thả lỏng. Ngồi xếp đổi chân và ngồi xoay người lại. Ngồi xoay người lại. Hai tay ra sau, hít vào, nâng hông lên, nâng cái hông lên. Hạ xuống, hai tay ra sau, lòng bàn tay hướng vào nhau, dường người tới 45 độ thở ra. Hít sâu, chống tay ra sau để căng hông lên. Hạ xuống, thở ra, trương người tới hóp bụng thở ra. Hít sâu vào, đẩy hông ưỡn ngực, vươn dài đỉnh đầu. Hạ xuống, thở ra, trương người tới tay ra sau, thở ra 45 độ thôi, hành trình. Nâng đầu lên, duỗi thân tới 45 độ. Lên, hít sâu vào, đẩy hông lên, vươn dài đỉnh đầu, mở vai căng lồng ngực giữ lại, nâng cái mông cao lên trần thảo, nâng cái mông cao lên đẩy căng hông lên. Hạ xuống, hai tay đan sau lưng, trương người tới, thở ra, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, hóp bụng thở ra. Bật tay cao lên nửa thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Thả lỏng tay tháo chân ra. Thở ra, thả lỏng tay chân. Ngồi thẳng lưng. Duỗi mũi chân ra. Hít vào. Gấp mũi chân lên thở, duỗi hai mũi chân thẳng ra và gấp hai mũi chân lên thở sành. Dòm người về phía trước, hai tay đặt xuống, cong lưng một chút, xiết cơ bụng lại, hít vào, nâng chân phải lên, duỗi căng, xiết cơ bụng thở ra, duỗi mũi chân hạ xuống, dựng bàn chân lên, hít vào, xiết cơ bụng lại, nâng chân trái lên, duỗi mũi chân ra, xiết cơ bụng thở ra, hạ xuống, nâng chân phải lên, duỗi mũi chân, xiết cơ bụng rút sâu hơn, hạ xuống, thở ra, hít vào, xiết cơ bụng, nâng chân trái lên, thở ra giữ lại, hạ xuống, hạ người ra phía sau đi nào, từ từ hạ khuỷu tay xuống, hạ khuỷu tay, duỗi mũi chân hít sâu vào. Duỗi mũi chân nâng lên, xiết bụng thở ra, kéo sát và nâng người sát lên, nâng người sát về chân luôn, rồi gấp mũi chân căng gót thẳng gối, hạ xuống gần tới sàn, khi căng gót thẳng gối hạ xuống, khi lên duỗi mũi chân lên hít sâu vào, duỗi căng mũi chân lên xiết cơ bụng kéo sát vào, thở, hít vào căng gót chân ra, thẳng gối căng gót chân và từ từ hạ xuống cách sàn, xiết chắc cơ bụng vào thở ra, hít vào duỗi mũi chân kéo lên, kéo sát luôn người mình đi à, kéo sát đừng rút vai, vươn dài đỉnh đầu thở, hít vào từ từ căng gót chân dựng đứng bàn chân thẳng gối, hạ xuống và nâng người lên, nâng hai tay lên song song, gồng chắc cơ bụng hơn nữa xiết lại, thở ra. Duỗi hai mũi chân ra, xiết sâu giữ 5, xiết sâu giữ 4, 3, 2, 1, hạ người xuống thở ra. Vươn tay lên khỏi đầu, hít sâu vào, nâng chân phải lên, duỗi thẳng 45 độ,
nâng đầu lên, tay song song siết chặt cơ bụng, thở ra, xoay hai tay qua bên phải, nâng đầu lên đi cho đầu và chân cùng độ cao, trở về hít sâu, hạ xuống thở ra, hít vào, nâng chân trái 45 độ, nâng đầu lên, tay song song siết chặt, xoay người qua trái thở ra, trở về hít sâu, hai người xuống thở ra, lên hít sâu vào, siết cơ bụng nâng lên, xoay người qua phải, chân 45 đầu 45 độ thở ra, trở về hít sâu vào, gồng chắc bụng, nâng chân trái lên, siết cơ bụng lại, xoay người qua trái thở ra, nâng đầu lên, xoay người qua vặn người, trở về hít sâu vào, từ từ hạ chân hạ đầu xuống, siết sâu thở ra, hít vào, siết cơ bụng, nâng chân phải 45, nâng đầu lên, xoay người qua phải, siết chắc lại, thở ra giữ 5 4 3 2 1, hạ xuống trở về, hít sâu vào, cong lưng siết cơ bụng, dán cái thắt lưng xuống sàn, đừng để cong cái thắt lưng lên trên bao lưng, nâng chân trái lên, siết cơ bụng, thở ra, vặn người qua trái giữ 5 4 3 2 một, trở về hít sâu vào, hai người xuống thở ra, hít vào, nâng hai gối lên, vòng tay ôm gối, và nhịp gối, massage thắt lưng, trả thắt lưng lại, rút mình tập cơ bụng, thắt lưng thay vì cong ngược lên, đau thắt lưng, rồi hai chân chân phải chồng lên chân trái, nâng người lên, ngồi lên, ngồi lên, rồi chống tay lên, quỳ xuống, và chỉnh sửa về tư thế bò mèo, cong lưng lên, mắt nhìn rốn rút rốn vào thổ sàn, hít sâu vào, chuồng lưng xuống rút cổ lên, thở ra, cong lưng lên rút sát rốn thở sàn, hít sâu vào, chuồng lưng rốn cổ, tập trung cảm nhận sâu bài đỉnh của cuộc sống, thở ra, cong lưng lên siết cơ bụng lại thở sàn, hít sâu, chuồng lưng rướn cổ, thở ra, có lưng siết bụng thở ra, hít sâu, chuồng lưng rướn cổ, thở ra, rút rướn lên thở ra, siết cơ bụng thở ra, từ từ chuột bột sống trở về trung tính mà xoay tròn đi nào, rút rướn lên, cột sống trở về trung tính, siết cơ bụng lại và xoay tròn từ trái qua phải, xoay 3 vòng, 4 rồi 5, xoay ngược lại 5 4, rút rốn lên 3 2 1, hít vào, chống hai tay xích lên một bàn tay, rồi chống hai mũi bàn chân vào plank, tấm ván cao siết cơ bụng lại giữ, thẳng người rút sát bụng đi nào, giữ, siết cơ bụng lên giữ, rút rốn lên nữa, giữ lại, hít thở đều 5 4 3 2 1, hạ đầu gối xuống, đùi gối vuông, hai tay chống ra ngoài bìa thảm của mình, hai tay chống rộng ra, tập ngực nào, hít vào, dùng tay xuống cho khuỷu tay gối vuông, siết cơ bụng hai tay, ngực cầm gần tới sàn, siết bụng thở ra, nâng lên hít sâu, siết cơ bụng, dùng tay xuống đùi gối vuông, rút rốn đừng võng lưng, thở ra, lên hít sâu vào, ba, siết cơ bụng, hạ ngực cầm xuống gần tới sàn, thở ra, lên hít sâu vào, rút rốn siết cơ bụng, hạ xuống thở ra, lên hít sâu vào, lần cuối thở ra, thông võng lưng Phương ơi, chống tay ngực cầm gần tới sàn, tập luôn, bắp tay mở, bắp tay đánh mở, bắp tay tan đi nào, 5 4 3 2 1, nâng lên hít sâu vào, bây giờ tay thả cẳng tay xuống, 3
Bàn tay này chạm vào khuỷu tay kia, chống chân lên, tẳng ván thấp, toàn thân giữ thẳng, siết chặt cơ bụng, giữ duỗi thẳng tay phải về phía trước, siết chặt người, giữ hạ tay phải xuống, duỗi thẳng tay trái về trước, siết chặt giữ, hít thở đều vào, hạ tay trái duỗi thẳng tay phải, siết người hơn nữa đi nào, hạ tay phải duỗi tay trái, siết chặt người lại, giữ hạ tay trái duỗi tay phải, duỗi căng và nâng chân trái lên luôn nào, duỗi căng thẳng người, siết chặt giữ, 5 4 3 2 1 hạ xuống, tập trung siết chặt người lại nữa, không đẩy cao mông. Ở Phương chị Hồng bị đẩy cao mông, chỉnh người lại, nâng tay trái và nâng chân phải lên, duỗi căng, 5 4 duỗi ra, siết 3 2 1 hạ xuống, vẫn giữ người ở tư thế tấm ván thấp, giữ rút sát bụng hơn nữa, 5 4 3 2 1 hạ đầu gối xuống đi nào, tập trung hít thở sâu, nghỉ mệt vài giây, rút rốn hít thở, nhớ luôn luôn rút rốn bảo vệ thắt lưng, rồi tiếp tục lên plank, tấm ván thấp hít vào, vươn căng tay phải, lật tay phải lên, xiết cơ bụng lại, thở ra, hít vào trở về, đổi bên, thở ra, xiết chắc lên, hít vào thở ra, đổi xiết chắc, thở ra, trở về, hít vào thở ra, cứ như vậy cô Dung tập được 40 phút, không rớt chân xuống, không hạ gối, cứ siết chặt người liên tục, hít vào phải thở ra, từ từ tách chân phải nhanh luôn đi nào, tách chân phải siết chặt người lại, tách chân phải lên rộng bằng vai, rồi chống mũi chân phải ra sau mông, hít vào vươn căng tay phải, vươn căng đẩy căng hông, siết bụng, thở ra đẩy hông lên nữa, đẩy hông siết sâu, thở ra, tập trung hít thở đều, trở về, hít vào đổi bên, lật tay trái lên, xiên cơ bụng vô, thở ra, tách chân trái lên, giữ siết sau, rút rốn, co chân trái chấm ra phía sau, chấm mũi ra phía sau, để căng hông lên, vươn căng đẩy hông, xiên cơ bụng lại, hít thở đi nào, trở về, hít sâu vào, trở về, hạ đầu gối xuống, dựng đầu gối cho đùi góc vuông, từ từ hai tay duỗi thẳng về phía trước, hai tay duỗi thẳng đùi góc vuông nha, đặt ngực cầm xuống sàn, siết sau bụng, thở ra, ngực cầm xuống sàn, ép căng, mở vai, mở lưng trên, rút rốn thở, tiếp tục lên, đan hai bàn tay vào nhau, khuỷu tay ngay dưới vai, chống chân vào tấm ván thấp, siết chắc người, hít vào kéo chân phải về bên phải, siết không lại, thở ra, trả trở về, hít vào kéo chân trái về bên trái, siết cơ bụng, thở ra, siết không lại, đừng đẩy cao mông, trở về, hít vào kéo chân phải về bên phải, thở, hít vào trái, thở, siết chắc lại, hít phải thở, hít trái thở, hít phải thở, hít trái thở, siết cơ bụng vô, tập cho khỏe chắc cơ lõi như nào, siết sau, trở về để cao mông lên, ép chằng vai xuống, thở ra, hạ đầu gối xuống, duỗi căng tay, đặt ngực cầm xuống,
mở vai mở lưng. Tiếp tục chấm lên, đang chặt tay là chấm lên, chấm ván thấp, duỗi căng siết chặt hít thở, ép qua phải, từ thắt lưng đổ lên giữ trụ chắc lại, từ thắt lưng đổ xuống ép, ép phải và ép trái liên tục siết sâu, ép chậm thôi, hít thở sâu vào, siết chắc không lại, hít thở đều. Hít thở đều, không võng thắt lưng, rút rốn lên, rút rốn chắc cơ bụng lại bảo vệ thắt lưng. Tập mà nghe đau lưng là dừng lại, mình đã tập sai nha. Ép qua phải, nhấp xuống, 5, 4, 3, 2, 1, trở về. Ép qua trái, nhấp xuống, 5, 4, 3, 2, một, hít vào, co đầu gối đại ca mông lên, xiết cơ bụng thở ra, ép chân tay vai xuống, đại ca mông lên, ép chân tay vai hút bụng thở ra. Ép chân xuống nữa thở ra. Vào, đang chặt bàn tay rồi chống chân và thẳng gối lên, đại ca mông lên, ép chân vai xuống, đi bộ hai chân xích lên, đi bộ hai chân xích lên, đại ca mông lên, siết cơ bụng thở, bám chặt chân vào, nâng cao chân phải lên, ép chân vai xuống, cao chân phải, ép chân vai, siết chắc giữ, hít thở đều, rút rốn lên, hạ chân phải xuống, hít vào, đỡ chân trái lên, siết chặt, thở ra, rút rốn cao lên, ép chân vai xuống nữa đi nào, đừng xô vai về trước, ép mở vai, ép chân, siết sau, hít thở. Hít vào, hạ chân xuống, siết sau, thở ra. Tiếp tục đi bộ hai chân vào, tiếp tục bùng lại, đi bộ hai chân, đầu gối mình đặt lên nách, đi vào cho tới đầu gối đặt được lên nách, xiết cơ bụng, rút rốn, hít thở, xiết bụng, trường người tới, nâng hai chân lên, duỗi căng ra, trường người xiết sau cơ bụng, nâng chân lên. Cứ nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống. Tiếp tục nào, đặt đầu gối lên nắp tay, nhón gót, trường người tới xí sau, gấp chân lên, duỗi thẳng hai mũi chân ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống. Lên á, khi lên gồng chắc cái bắp tay lại, gồng chắc bắp tay vào. Hạ xuống. Nhớ duỗi căng mũi chân. Quỳ lên nào. Quỳ lên. Vươn hai tay lên, hai chân mở rộng bằng vai. Hít sâu vào, xoay hai tay ra sau, chống lên gót chân. Nặng quá thì chống hai mũi chân lên. Vươn dài, đỉnh đầu thở, vai mở. Lên, hít sâu vào. Chống hai tay xuống, ngang với đầu gối, khép hai đầu gối lại. Ngang hàng với đầu gối, xiết cơ bụng gồng lên, xiết bụng, nâng đầu gối lên. Cuộn sau cổ vào, mũi chặn gối thở ra. Hạ xuống.
Hít vào, mở chân, vướng tay lên, xoay hai tay ra sau, thở ra, mở vai ưỡn ngực, vươn dài đỉnh đầu, mở vai ưỡn ngực, lên hít sâu vào, từ từ chống tay khép đầu gối lại, chống tay ngang hàng với đầu gối, siết cơ bụng duỗi căng mũi chân, nâng lên gối chạm mũi, thở ra ta xuống, hít sâu vào, lần nữa nào, mở đầu gối ra, vươn tay xoay tay, mở vai xoay tay, chống lên gót chân, mở vai ưỡn lồng ngực cho vào lưng giữa lưng trên, hướng dài đỉnh đầu, thở ra lên, hít sâu vào, từ từ hai tay chống xuống, khép đầu gối lại, rồi chống hai tay ngang hàng với đầu gối, siết cơ bụng nâng lên, gối chạm mũi, thở ra ra xuống, hít sâu vào, từ từ chống hai tay, chống hai tay trở lên, chống chân nâng mông lên, chớp mặt, thở ra, ép người xuống, hút sát bụng, thở ra, hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở, hít vào, từ từ đi hai chân về tay, tập con quạ, nhóm hai gót chân lên, xiết cơ bụng lại, nhóm hai gót chân, xiết cơ bụng xòe rộng 10 ngón tay ra, đặt đầu gối lên nách tay, nhóm gót chân ép mông xuống, trường người tới, xiết chắc cơ bụng và nâng hai chân lên, mũi chân chạm nhau giữ, tập trung hít thở đều. Hạ xuống và đi chân trở ra. Đi chân trở ra, chớp mặt, cúi người xuống, thở ra. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở. Rút rốn, thở hết hơi ra. Hít vào, tiếp tục đi chân vào, tập con quạ lần hai. Đi chân vào, nhóm gót chân lên, ép mông xuống, đặt đầu gối lên nách tay, siết chắc cơ bụng, trương người tới, siết cơ bụng lại, gót chân lên đi nào, siết sâu giữ, duỗi căng mũi chân ra, hai ngón chân cái chạm nhau, ép mông xuống giữ. Ép mông hạ xuống rồi, từ từ cong lưng, nâng mông, cong lưng, cong lưng và cuộn từng rốt sống đứng thẳng lên, thở ra, hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở, hít vào, trụ chân trái, nâng chân phải lên gấp vuông 90, 90, vươn hai tay lên, xiết cơ bụng lại, thở ra, giữ tập trung, mắt nhìn một điểm, hít thở đều. Hít vào, gấp chẳng chân ra sau, đưa hai tay ra sau, nắm mũi bàn chân phải sau vào, trường người tới, bật cao đầu gối lên, thở ra, xí sau, bật cao, vung cao lên, thở ra, hít vào, từ từ trở về, nâng người lên, trở về chân 90, 90 chân phải, xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, trường người tới, đan hai tay lại chân qua bàn chân phải, từ từ duỗi thẳng chân phải vào 90 độ, gập thân lên chân, xiết cơ bụng, thở ra, gấp gối lại, hít vào, vươn hai tay lên, xiết cơ bụng, thở ra, trở về 90, 90. Hít vào, gác chân phải lên chân trái, lấy một chân nào, đẩy lùi hông ra phía sau, trường người tới, rút rốn, xiết cơ bụng, thở ra, rút rốn, xiết sau, cơ bụng, thở ra, giữ, tập trung hít thở đều.
Nó làm hít sâu vào, thả tay chân xuống, thở ra, thả lỏng tay chân, hít thở sâu. Tiếp tục đổi chân, rồi chân phải hít sâu vào, nâng chân trái lên 90, 90, vươn căng tay lên xếp cơ bụng thở ra. Xếp cơ bụng lại thở ra, giữ, tập trung hít thở đều. Hít vào từ từ, gấp chân ra sau, hai tay đưa ra sau nắm mũi bàn chân. Tập trung hít sâu vào, đưa người tới bậc cao đầu gối lên, ưỡn ngực, mở vai, buông cẳng chân ra ngoài thở ra, chân trụ đầu gối trung tính, hít thở đều. Trở về hít sâu vào, trở về 90, 90, xuyên cơ bụng thở ra. Hít vào, trương người tới hớp sau bụng đan bàn tay lại, trồng qua bàn chân trái, duỗi thẳng chân trái 90 độ, trường lưng gập lên chân, thở ra. Trở về sau vào, vươn tay lên 90, 90, gác ngang chân trái lên chân phải, để lùi mông ra phía sau, hóp bụng, rút rốn lên thở ra, xí chắc mông đùi bụng vươn căng tay giữ, tập trung hít thở đều. Nâng lên hít sâu vào, hà tay chân thở ra, mở chân bằng vai mắt khép, rút rốn vào hướng xương cột xuống, vươn dài đỉnh đầu lên, hít sâu thở chậm ra. Hít sâu và thở chậm ra. Hai chân mở rộng bằng vai, hai bàn chân song song. Hai tay mở, bàn tay quạt ra phía sau, nhón gót chân lên hít vào. Trả gót chân để lùi mông ra phía sau, vươn tay lên thở ra. Hở 10 đầu ngón chân lên. Lên hít sâu vào, nhón gót chân và hai tay quạt ra phía sau, vươn dài người lên, thở ra, hít sâu, cơ bụng thở ra, ép cái mông xuống, tấm gối, ép mông xuống thở, tấm gối, rút rốn, ép mông xuống, đúng rồi. Lên hít sâu vào, lực lên gót chân và đứng lên, nhón gót quạt căng hai tay ra phía sau, tập đánh bay mở bắp tay luôn. Mình vừa tập mông đùi bụng, vừa tập luôn hai cánh tay. Thở ra, đẩy lùi mông ra phía sau, tấm gối ép xuống. Dở 10 đầu ngón chân lên, để lực vào gót chân không có vào khớp gối. Lên hít sâu vào, tay ra sau nhóm gót, vươn căng người lên, xí chắc lại thở. Hít vào, tổng gửi để lôi mông ra sau, xiết cơ bụng thở ra. Lên hít sâu vào, nhón gót chân vươn căng lên, thở ra, xiết sau cơ bụng thở ra. Hít sâu vào, nhón gót lên, vươn căng tay ra sau, rồi tập trung vào, đứng thẳng người, rút rốn, nhịp hai tay ra sau đi nào, nhón gót nhịp tay, một hai ba, xiết bụng lại, bốn năm sáu bảy tám, cảm nhận nó vô bắp tay, chín mười, tiếp tục nào, mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một, tổng gói để lùi mông ra sau, vươn tay lên xiết cơ bụng thở ra, tổng gói đừng võng lưng, thảo có xu hướng võng lưng đau thắt lưng, rút rốn vào và từ từ điều khiển xương cột hướng sang đi nào, không võng thắt lưng, không có gồng vào thắt lưng, xiết cơ bụng thở ra.
Tiếp tục nè. Nhón gót chân phải và hai tay ra sau, chắc cơ bụng lại, hãy vào rã gót, vươn tay về trước, nhón gót chân trái tay ra sau, thở sang phía sau, hít sâu rã gót và vươn tay về trước, tập trung, không thấy nghe đau khớp gối đâu nha, rút rốn và cụp xương cụp xuống, không nghe đau thắt lưng. Nhón gót chân phải quạt ra sau, thở ra, đừng cong lưng cúi đầu. Phương ơi, hít sâu vào nhón gót, vươn căng tay siết cơ bụng, căng vào mông đùi bụng, thở ra siết sâu, hít sâu vào vươn tay lên, nhón gót chân phải và tay ra sau, nhấc mông xuống đi nào, nhấc nè, siết cơ bụng, nhấc xuống, tay ra sau, nhấc cái mông, năm, nhấc mông, bốn, thở ra, ba, hai, một, trả gót, hít sâu vào, vươn tay về trước, đồng thời nhón gót chân trái và quạt tay ra phía sau, siết cơ bụng, rút rốn, nhấc mông, năm, chắc cơ lõi lên nào, siết, ba, hai, một, hít vào, chống hai tay xuống như nào, chống hai tay ở phía trên, nhìn cô một cái nè, nhìn cô trước nè, hai chân ra sau, tấm ván thấp, siết chắc cơ bụng lại, thở ra vào tấm ván thấp luôn, siết sâu, thở ra, hạ người xuống, duỗi mũi chân ra, hai tay đang ở sau lưng, đặt trán mũi xuống sàn, thở đi nào, đặt trán mũi xuống, thở ra, nâng hai tay lên cao lên, tập vô bắp tay, hít thở, tập vô cho săn chắc bắp tay, đánh bay mở bắp tay, hít thở xuống và tiếp tục tay lên, thở ra xuống, hít sâu, ba lên, siết cơ bụng lại, thở ra, rút rốn lên, suy nghĩ vào rốn, rút về, thắt lưng, hạ xuống, bốn lên, thở ra, hít sâu, năm lên, thở ra, hít sâu, lên, sức sâu cơ bụng, nâng lên, rồi nhấc lên nè, năm, nhấc tay lên, bốn, ba, hai, một, hít vào, hạ tay xuống, thở hết hơi ra, hít sâu, nâng căng tay lên và nâng đầu nâng chân lên luôn, nâng tay cao lên, nâng đầu nâng chân, duỗi căng siết chắc người lại, xuống, thở, hai, lên, siết sâu chắc người, nâng tay lên, thẳng bắp tay, căng vô bắp tay, đánh bay mở bắp tay, mở nách mở lưng, hạ xuống, tập cho săn chắc toàn thân lại, ba, lên, lên đi nào, siết sâu, lên, xuống, bốn, lên, xuống, năm, lên, siết sâu, lên, xuống, sáu, lên, chắc cơ bụng lại, duỗi căng tay chân, căng thêm nữa đi nào, căng cho mở vai, căng lồng ngực, xuống, sáu, lên, xuống, bảy, lên, xuống, tám, lên, xuống, chín, lên, xuống, 10, lên, xí sầu, lên, và nhắc lên đi nào, nhắc tay chân người lên, 10, 9, xí chắc lại, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, thở ra, co tay ngang vai, xoay mặt qua trái, thở đi nào. Lật bên trái nhanh, lật ngửa trở ra. Nâng hai đầu gối lên, hai tay ôm gối. Và nhịp gối sát vô bụng mình. Thở ra. Nhịp gối để trả cái thắt lưng đi nào. Đó, tập qua cơ bụng dễ đau thắt lưng. Nếu tập sai gồng không đúng vào cơ bụng,
nó vào hết thắt lưng, nó ra thắt lưng, giờ massage lại thắt lưng, hít vào ép hai gối qua trái xoay mặt qua phải thở sang, giữ đầu gối cách sàn không để hạ xuống, để cho cơ bụng làm việc và tác động sâu vào cột sống thắt lưng. Trở về hít sâu vào, đổi bên thở sàn, ép và cảm nhận sâu, lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe cuộc sống trả lời với mình. Trở về hít sâu vào, ôm gối nâng đầu lên mũi chạm gối thở sâu, lăn lưng, hạ đầu, nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Khi rơi xuống là hai chân đã mở rộng bằng vai, hai tay đã xuôi theo thân 45 độ, tập trung cảm nhận sâu vào.